Xin chào tất cả mọi người đã đến với channel Mr. Hoàng Mũ. Thực ra thì bây giờ đang là 3 giờ 15 phút sáng rồi. Thế tuy nhiên hôm nay mình lại bị khó ngủ ý, không ngủ được. Thế nên là mình lại nghĩ ra một trò rất là hay. Đó là mình hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn về chiếc ba lô camera của mình. Và đấy, nó đây các bạn ạ. Mình sẽ bật mí cho các bạn biết bên trong nó sẽ bao gồm những thứ gì nhá. Intro. Vâng, và trước khi đi vào bên trong của nó thì chúng ta hãy tìm hiểu xem đây là chiếc ba lô gì nhá. Đây là chiếc PGI Tech One More. Mình đặt hàng qua Taobao các bạn ạ. Mình đã theo dõi chiếc này từ khá là lâu rồi. Mình biết là nó rất là tốt. Vậy nên là mình đã mua nó ngay trước khi nhập hàng chính hãng về Việt Nam. Thế nên là mình được giá rẻ hơn các bạn ạ. Đấy. Nói chung là chiếc PGI Tech One More này thì mình nghĩ là mình chắc mình không phải review nhiều đâu, thì tại vì là cái này nó gần như là ba lô quốc dân của năm 2020 rồi. Mình sẽ để link của sản phẩm này ở ngay dưới video để các bạn có thể tham khảo nha. Và bây giờ chúng mình sẽ đi vào bên trong của chiếc ba lô camera này để xem bên trong nó có những gì nhé. Vâng, và đây là bên trong của chiếc ba lô camera của mình. Các bạn đố các bạn biết là hiện tại bây giờ nó đang còn thiếu cái gì? Đang thiếu cái camera các bạn ạ. Bởi vì làm sao? Bởi vì mình đang sử dụng nó để quay cái video này cho các bạn nè. Mình sẽ giới thiệu qua về chiếc camera của mình trước nhá. Chiếc camera của mình là chiếc Sony A7C. Chiếc Sony A7C này dùng một từ để miêu tả về nó thì chỉ có một từ thôi các bạn ạ. Nhỏ, nó thực sự rất là nhỏ. Nó là một chiếc máy full frame. Tuy nhiên nó lại nhỏ gọn ở trong một body A6300 hoặc A6500 đó các bạn. Đây là một trong những sản phẩm mới nhất của Sony được ra mắt cuối năm 2020, đầu năm 2021. Nó thưởng tất cả những cái gì tốt đẹp nhất của một cái máy quốc dân Sony A73. Và một điều rất đặc biệt các bạn ạ, mình nghĩ rằng chiếc Sony A7C này sẽ gắn bó với mình trong một khoảng gian khá là dài nữa. Bởi vì năm 2021 này mình sẽ làm nhiều vlog hơn, mình sẽ làm nhiều video hơn. Và với chiếc màn hình xoay lật của chiếc Sony A7C sẽ hỗ trợ mình rất nhiều trong quá trình mình làm video nha. Vậy nên hãy chờ đón các video mới nhất của kênh Mr. Hoàng Mũ. Alo, alo, alo. Ngoài body camera ra thì chúng ta sẽ phải đi đến những chiếc lens của mình. Một đó là chiếc Leica 55mm. Đây là chiếc lens đầu tiên và cũng là chiếc lens mình nghĩ là sẽ gắn bó với mình chắc là đến tận muôn đời mất. Bởi vì đây là chiếc lens Sony 55mm f1.8. Về độ sắc nét thì thực sự nó là quá tuyệt vời các bạn ạ. Còn về độ nhỏ gọn thì các bạn nhìn đấy, đây, nó chỉ bé bằng đúng lòng bàn tay mình. Đó, cực kỳ nhỏ gọn luôn nha. Nếu nó được sử dụng với chiếc body Sony A7C của mình ấy thì thực sự đây là một setup cực kỳ nhỏ gọn và mình rất thích những cái gì nhỏ và gọn. Đó. Tiếp theo đó là chiếc lens Tamron 24mm f2.8 macro. Thực sự chất lượng của lens này ngay cả chụp hay quay video đều thực sự rất tốt nhá, mà nó lại còn là lens macro các bạn ạ. Đấy, thế nên là mình có thể quay được rất nhiều những cái shot hình cực kỳ cận. Thực sự nó rất là nhẹ các bạn ạ. Build cực kỳ nhẹ nhàng luôn mà nó cũng nhỏ, nó không quá to, nó chỉ to hơn chiếc này có một tí thôi. Đấy các bạn nhìn thì nó chỉ to hơn có một tí tẹo thôi. Hai cái này nhẹ ngang nhau á. Và mình còn một chiếc lens nữa cực kỳ hay, cực kỳ đáng yêu. Nó là chiếc lens mình đang dùng để quay bây giờ. Đó là chiếc Samyang 18mm f2.8 IF. Nó cực kỳ nhỏ gọn, cực kỳ chắc chắn. Nhỏ gọn nhưng chắc chắn nha. Nó còn rất là nhẹ các bạn ạ, cực kỳ nhẹ luôn. Nhắc đến gimbal, vâng, đây chính là chiếc DJI RS2 hay còn gọi là DJI RS2 đấy. Có một tên nữa nôm na mà người các anh em trong ngành hay nói đó là Ronin S2 anh em ạ. Thực ra nó khá là nhẹ các bạn ạ. Và nó cũng không to đâu. Nếu mà mình cầm lên thì mình thấy rất là bình thường đây. Các bạn nhìn này, cầm lên cực kỳ bình thường luôn, cực kỳ nhẹ nhàng luôn, nhỏ gọn nhá. Đây là carbon các bạn ạ. Sợi carbon thực sự các bạn ạ, nên nó rất là nhẹ, nó nhẹ hơn chiếc Ronin S hồi xưa của mình cực kỳ nhiều luôn. Ngoài ra nó có một cái lẫy thao tác nhanh giúp cho việc gắn máy ảnh cũng như gắn máy quay vào
Trước khi mùa này cực kỳ tiện dụng nha. Mình sẽ có một chút video cho các bạn để các bạn có thể hình dung được cái setup bình thường khi mình đi quay nó như thế nào nha. Ok, tiếp đến, mình có một cái sản phẩm này mà mình nghĩ là mình nên review kỹ hơn trong một video khác. Tuy nhiên, hôm nay mình sẽ giới thiệu qua với các bạn. Đây là nó bé bé con nó nhỏ nhỏ, nó ở đây này. Nó ở đây này các bạn ạ. Đây các bạn có nhìn thấy chưa? Nó là một thiết bị truyền dẫn tín hiệu video không dây các bạn nha. Mình đã trúng giveaway của một hãng sản xuất thiết bị truyền dẫn không dây cực kỳ nổi tiếng trên thế giới các bạn nha. Axun. Mình xin được hẹn các bạn vào một dịp gần nhất mình sẽ review chiếc này cho các bạn. Mình cực kỳ may mắn nha. Cảm ơn Axun. Thank you Axun. Và tiếp theo, GoPro Hero 7 Black. Mình mua khá là lâu rồi, rất lâu rồi. Và hiện tại bây giờ mình vẫn đang dùng nhá. Chống rung cực kỳ tốt này. Và chiếc này mình đã sử dụng cho vlog đầu tiên của mình khi đi chơi với người yêu mình đó. Nếu ai chưa xem thì mình sẽ để link bên dưới và các bạn hãy xem ngay vlog đầu tiên của kênh Mr. Hoàng Mũ nha. Vâng, và đó là tất cả những gì có trong ba lô camera của mình. Thực ra là có một số thứ khác nữa nhưng mà mình nghĩ rằng là với công việc hàng ngày của mình thì mình sẽ mang những thứ này thôi và mình sẽ cố gắng tối giản nhất có thể. Vâng, và đó là video lúc 3 giờ sáng của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy cho mình xin một like. Thực sự mình rất mong muốn các bạn có thể comment, các bạn có thể bình luận để có thêm những ý kiến đóng góp giúp cho mình có thể xây dựng kênh Mr. Hoàng Mũm thực sự tốt hơn, thực sự hay hơn và nhiều content hơn cho các bạn nhé. Ngoài ra, các bạn hãy nhấn nút subscribe, hãy đăng ký kênh của mình và nhấn ngay nút chuông thông báo để có thể biết được rất nhiều những video sắp tới. Vậy nên là xin chào và hẹn gặp lại.